trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những trận đánh đập tan các cuộc hành quân Bình Tây của quân Mỹ Ngụy trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 4 năm tiến hành chiến tranh xâm lược bị thất bại nặng nề và liên tiếp, Ronson và các nhà chiến lược Mỹ đã phải rút ra một kết luận cay đắng là dù có đổ thêm quân và vũ khí vào chiến trường Việt Nam đến mức nào đi nữa, cũng không thể cứu vãn được sự thất bại hoàn toàn, không thể xa lầy mãi trong cái hầm trong Việt Nam đã đến lúc nước mỹ phải rút dần sự dính líu trực tiếp khỏi cuộc chiến tranh này chủ trương chiến lược việt nam hóa chiến tranh ra đời nhằm gỡ cho nước mỹ ra khôi cuộc chiến tranh việt nam một cách danh dự nó chính là con đẻ của thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ việt nam hóa chiến tranh chỉ là sự thay đổi chiến lược của chiến tranh xâm lược chứ không phải là sự từ bỏ chiến tranh xâm lược tuy bị thất bại nhưng đế quốc mỹ vẫn rất ngoan cố chúng vẫn không chịu từ bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền nam việt nam tuy nhiên Thực hiện một chiến lược mới không phải là chuyện dễ dàng, nhất là chiến lược ấy đẻ ra trong gia trong thế thua thì lại càng khó khăn. Quân Mỹ phải hả hơi tiếp sức vực quân ngụy dậy, từng bước đưa dần quân ngụy ra phía trước đối phó với chủ lực ta. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh được bắt đầu tiến hành đầu năm 1969. Ở chiến trường Tây Nguyên, địch chọn Chữ Pa làm nơi thí điểm cho chiến lược này. Ngày 10 tháng 1 năm 1969, liên đoàn 2 biệt động quân và trung đoàn 42 ngụy được sự hỗ trợ của máy bay, Đại bác và Bộ binh Mỹ mở cuộc hành quân Bình Tây 48 vào khu vực Chupa nhằm bí mật thọc vào hậu phương của ta, cướp phá kho tàng, cắt đứt hành lang vận chuyển, đẩy chủ lực Tarasa, nới rộng phòng tuyến phía tây thị xã Pleiku đang bị ta o ép, tiến công. Ngay từ khi mới đặt chân xuống vùng núi Chupa, các tiểu đoàn đầu tiên của địch đã bị lực lượng tại chỗ của ta chặn đánh, lấy tiếng súng làm hiệu lệnh hiệp đồng tác chiến các chiến sĩ giao liên, vận tải, giữ kho, sản xuất cùng lực lượng dân quân du kích bám đánh địch liên tục, làm rối loạn đội hình của chúng. Trung đoàn 24 và tiểu đoàn 8 thuộc Trung đoàn 66 kịp thời vận động tới, mở hàng loạt trận tập kích mạnh mẽ vào sở chỉ huy giã chiến Trung đoàn 42, các sở chỉ huy tiểu đoàn, trận địa pháo và nơi đóng quân của địch. Về các trận chiến đấu quyết liệt diễn ra tại Chư Pa, hãng thông tin AFP ngày 28 tháng 1 năm 1969 đã nhận xét đây là trận đánh ác liệt nhất kể từ cuộc tiến công đẫm máu hồi Tết Mậu Thân đến nay. Địch vội vã hủy bỏ cuộc hành quân Bình Tây 48, mở tiếp cuộc hành quân Bình Tây 49, rồi Bình Tây 50 nhưng vẫn không sao ra khỏi vũng lầy thất bại. Quân Mỹ không thể giữ mãi thái độ chùm chăn để mặc cho quân ngụy bị tiêu diệt, chúng buộc phải tung lực lượng ra ứng cứu. Thế là cả thầy lẫn tớ đều bi đánh cho vỡ đầu mẻ chán và cuối cùng đã phải rút chạy nhục nhã khỏi vùng núi Chupa. Sau 24 ngày đêm liên tục chiến đấu, ta đã diệt gọn một tiểu đoàn quân Mỹ, đánh thiệt hại nặng liên đoàn 2 biệt động quân và trung đoàn 42 ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên Mỹ ngụy, bắn rơi và phá hủy 24 máy bay, phá hồng chín khẩu pháo lớn. Ta nhanh chóng chiếm lĩnh vùng núi Chupa dùng chư pa làm bàn đạp xuất phát tiến đánh đường số 14 ở phía bắc thị xã Pleiku. Thế là âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của địch vừa đưa ra thí điểm đã bị thất bại ngay từ trong trứng. Lớp son phấn mà đế quốc Mỹ ra sức tô vẽ lên bộ mặt Việt Nam hóa đã bị rơi rụng. Đợt chiến đấu vừa kết thúc, Bác Hồ gửi điện khen ngợi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 24 và các đơn vị lập công ở Chư Pa. Đây là phần thưởng vô cùng cao quý, một nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn thể đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên. Chiến thắng Chư Pa là hồi kèn sung trận đầu năm, động viên, thôi thúc quân và dân Tây Nguyên thừa thắng sốc tới giành thắng lợi to lớn và toàn diện trong năm 1969. Sau chiến thắng Chư Pa, quân địch chưa hoàn hồn thì một trận báo tố mới lại nổi lên ngay tại xào huyệt của chúng. Dựa vào sự giúp đỡ và che chở của nhân dân địa phương, các đơn vị vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đưa lực lượng và chiếm lĩnh vị trí đúng thời gian quy định, chấp hành không điều kiện lệnh tiến công đồng loạt trên toàn miền Nam đêm 22 dạng ngày 23 tháng 2, Tây Nguyên nổ súng đồng loạt vào 37 mục tiêu của địch, gồm 3 thị xã Công Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, 2 quận lị Buôn Hồ, Lạc Thiện, 4 sở chỉ huy liên đoàn 2 biệt động quân, quân đoàn bộ quân đoàn 2, trung đoàn bộ trung đoàn 45, biệt khu 24, năm sân bay cùng nhiều vị trí quan trọng đồng thời đánh mạnh trên các đường chiến lược 14, 19, chặn giao thông, triệt tiếp tế của địch. Mặc dù đã tìm mọi cách phòng trong, chặn ngoài, Mỹ, Ngụy vẫn hoàn toàn bi bất ngờ choáng váng. Chúng phân ứng rất rẻ dặt chủ yếu là dựa vào không quân, pháo binh và dùng lực lượng tại chỗ để chống đỡ. Thời cơ đang thuận lợi, Bộ Tư lệnh Mặt trận chủ trương phát huy kết quả và thắng lợi vừa giành được, giữ vững và phát triển thế tiến công liên tục, đẩy địch lún sâu hơn nữa vào thế phòng ngự bị động, tạo điều kiện thuận lợi để chủ lực ta triển khai trên hướng chính. Trong khi các trung đoàn chủ lực cơ động 66, 28 và 40 hành quân lên hướng Tây Crang chuẩn bị thế trận thì các phân đội mũi nhọn, bộ dội địa phương và dân quân du kích tiến công địch dồn dập bằng hàng loạt trận quy mô vừa và nhỏ, vừa tiêu diệt sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch, vừa diệt ác phá kèm, phát động quân chúng nổi dậy phá kế hoạch gom dân, lập ấp của địch, phong trào bắn máy bay khắp trời và đánh tỉa giao thông dộ lên khắp ba tỉnh. Cùng thời gian này, một bộ phận của Trung đoàn 40 tiến hành bao vây trại lực lượng đặc biệt Play Cần trên đường 18. Pháo 85 nòng dài của ta xuất hiện trên chiến trường. Ngay từ phút đầu đã phát huy được uy lực, dáng đòn bất ngờ, gây cho địch thiệt hại lần. Các chiến sĩ pháo binh phát hiện đúng thời cơ, nổ súng kịp thời, chính xác bắn tiết kiệm đạn, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Có ngày, với 7 quả đạn đã diệt 7 mục tiêu địch, các loại hỏa lực của ta đã phối hợp chặt chẽ và phát huy được hiệu quả vừa tiêu diệt bọn lính trong đồn, vừa diệt các cánh quân từ xa đến giải tòa, vừa đánh địch dưới đất, vừa khống chế địch trên không. Máy bay của chúng chưa kịp hạ xuống đường băng đã bị trúng đạn bốc cháy. Quân địch ở Play cần vô cùng khốn đốn, phải kêu lên, nối đuôi những quả DKZ và đạn súng cối là những quả đạn 85 ly của Việt Cộng, làm cho quân đồng minh không hoạt động được trên mặt đất. Mặc dù B-52 đã thả tới hàng nghìn tấn bom nhưng vẫn không sao đẩy dược các khẩu pháo này ra xa các đài quan sát, các trận địa pháo mặt đất, pháo cao xạ của ta vẫn trụ bám kiên cường dưới bom đạn Napalm và hóa chất độc của địch, chiến đấu suốt 30 ngày đêm. Khẩu đội thép, đại đội 48 cao xạ, do Trần Trọng Diễn chỉ huy, có ngày đã đánh trả 16 lần trước máy bay Mỹ chiến đấu đến người cuối cùng để giữ vững trận địa. Được pháo binh yểm trợ, đêm ngày 3 tháng 3, ta cho chiếc xe tăng lội nước PT-76 xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường bí mật đến sát vào cần dùng hỏa lực trên xe bắn thẳng vào các mục tiêu trong đồn, giết 6 xe bọc thép, phá hỏng một đại bác 175 ly và làm nổ 4 kho xăng, đạn của địch. Hòa nhịp với tiếng súng tiến công cần cùng ngày 24 tháng 2, ta bắt đầu bao vây đánh lấn trại lực lượng đặc biệt đức cơ trên đường 19. Ngay từ những loạt đạn đầu, ta đã phá hủy khu trung tâm thông tin, trận địa pháo, bốn xe bọc thép cùng nhiều nhà kho, trại lính pháo binh ta còn bắn vào sân bay không cho máy bay mỹ hạ xuống tiếp tế và lấy xác đồng bọn phối hợp với pháo cơ giới tầm xa các phân đội pháo mang vác công binh bộ binh và dân quân du kích luồn sâu bám sát đồn dich diệt nhiều toán biệt kích từ trong đồn nóng ra ngoài và liên tiếp chặn đánh bộ binh và cơ giới địch từ các nơi đến giải tỏa cho đức cơ nhân lúc bọn địch quanh vùng đức cơ hoang mang dao động và được bộ đội hỗ trợ dân quân du kích đã rột nhập vào một số ấp chiến lược, diệt ác ôn, giải truyền đơn, tuyên truyền binh vận, đồng thời gài mìn diệt xe cơ giấy địch trên đoạn giường từ Đức Vinh đi Đức Cơ. Nổi bật là trận ngày 25 tháng 2. Một tổ du kích do xã đội phó sâu xăng chỉ huy với 6 quả mìn tự tạo đã diệt cả đoàn xe 6 chiếc từ Pleiku đến giải tỏa cho đồn Đức Cơ. Trận đánh xuất sắc này của du kích dược tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng hai. Giữa những ngày chiến đấu khẩn trương, các đơn vị ở đây vẫn tranh thủ mọi thời gian, hướng dẫn du kích tổ chức trận địa bắn máy bay, truy lùng biệt kích, sử dụng các loại súng, và dìu dắt du kích ra phía trước cùng hoạt động. Bộ đội còn dạy học, cắt tóc cho các em, chữa bệnh và hướng dẫn nếp sống vệ sinh cho đồng bào địa phương. Đồng bào quanh vùng đức cơ gùi gạo, đạn, đào công sự ngụy trang xe pháo, cung cấp tin tức địch cho bộ đội và nhường nương rẫy thóc giống của mình để bộ đội tăng ra sản xuất. Trên mặt trận đức cơ, ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả ba thứ quân để đánh đích. Với việc bao vây Prey Cần và Đức Cơ, lần đầu tiên pháo binh Tây Nguyên đảm nhiệm tác chiến độc lập trên một hướng, sử dụng hỏa lực nhiều tầng kết hợp với một lực lượng nhỏ bộ binh, tiến công địch dài ngày, đạt kết quả tốt mở ra một lối đánh mới, vừa tiết kiệm được binh lực vừa gây cho địch nhiều thiệt hại, lại có tác dụng kìm chân, hạn chế sự cơ động của địch, phối hợp với các hướng trên chiến trường đợt tiến công đồng loạt đầu xuân kỳ dậu của tây nguyên đã kết thúc thắng lợi mặc dù quân địch ra sức đề phòng tích cực phá chuẩn bị tiến công của ta song chúng vẫn không sao tránh được các trận đánh vẫn diễn ra dữ dội và bất ngờ mỹ nguy bị đánh rồn rập ở cả thị xã hậu cứ vùng ven và trên các đường giao thông quan trọng bị thiệt hại nặng cả về sinh lực lẫn phương tiện chiến tranh kế hoạch chiến lược quét và giữ ngăn chặn từ xa tỏ ra bất lực ta đã nhanh chóng vượt qua mọi thử thách giữ vững và phát huy quyền chủ động chiến trường, đưa chiến tranh tiến sâu vào lòng địch. Chất lượng đánh hậu cứ, kho tàng, sân bay có bước tiến mới. Các đơn vị thực hiện được phương châm lấy ít dành nhiều, dùng nhỏ thắng lớn. Mỹ, Ngụy còn đang chóng váng trước đòn sấm sét giáng chúng hang ổ, thì ta mở tiếp trận đánh ở vòng ngoài, kéo chúng ra để tiêu diệt. Thế là đòn trước chưa hết đâu, đòn sau đã đến. Cuối tháng 2, ta mở cuộc tiến công lớn trên hướng Klang, nhằm phối hợp với chiến trường khu 5 và toàn miền qua keo đầu thử sức với chủ lực ta tại chư quân ngụy ở tây nguyên tỏ ra non kém và bất lực âm mưu thay đổi màu da của xác chết chưa thể thực hiện được giặc mỹ chưa kịp rút chân ra khỏi vòng binh lửa đã phải vội vã quay ra đối phó với ta ở hướng clan phát hiện chủ lực ta xuất hiện ở phía tây clan địch sợ ta đánh vào thị xã công tum liền ra quân thực hành ngăn chặn dựa vào sức mạnh của hỏa lực và phương tiện cơ động giặc mỹ ra quân tương đối nhanh chúng triển khai căn cứ hành quân chiến dịch cùng lúc với việc triển khai các tuyến ngăn chặn và phản kích từ xa. Các đơn vị chủ lực Tây Nguyên vốn đã nhấn mặt sư đoàn 4 Mỹ, nên mọi thủ đoạn của chúng không qua được mắt bộ đội ta. Cuộc chiến đấu diễn ra trong suốt chiều sâu chiến dịch khoảng 30 km, từ ký điểm Klang ở phía tây sông Poco đến dãy chư Dơ Bang ở phía dông sông Sa Thầy. Chính diện của chiến dịch cũng rộng khoảng 30 km, từ sườn nam chư Dơ Bang dẫn Ngọc Tô Ba hai lữ đoàn thuộc sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ được đưa vào chiến đấu. Tuyến ngăn chặn và các mũi thăm dò vòng ngoài do ba tiểu đoàn của lữ đoàn 1 đảm nhiệm. Vòng trong do ba tiểu đoàn của lữ đoàn 2 và các đơn vị pháo binh yểm trợ, chiếm giữ khu vực clan Chư Tăng KRA, Chư Tăng An, Chư Do làm lực lượng dự bi chiến dịch. Ngay từ đầu, nhịp độ chiến đấu giữa hai lên đã diễn ra rất khẩn trương. Ngày 3 tháng 3, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 8 lữ một đổ xuống phía nam chư dơ bang. Cánh quân đi đầu từ chân dốc vừa mò lên đỉnh chiếm điểm cao liền bị bộ phận vệ binh của mặt trận đang đào công sự đánh bật xuống, diệt gọn một trung đội. Lấy tiếng súng làm tín hiệu hiệp đồng chiến đấu, dại đội 6 trung đoàn 66 băng rừng vận động tới. Cùng 15 tay súng vệ binh diệt gọn một đại đội Mỹ trong vòng 40 phút. Những ngày tiếp theo, địch cho máy bay B-52 đánh phá giữ DOI. Hồng đẩy quân Tarasa để tránh cho tiểu đoàn 3 của chúng khỏi bị diệt. Bộ đội ta vẫn gan góc bám sát địch, lần lượt tiêu diệt và đánh thiệt hại các đại đội còn lại của tiểu đoàn này. Tiểu đoàn một trung đoàn 8 đổ xuống vùng Ngọc Tô 3, nống ra thăm dò gặp trận địa pháo của ta. Các chiến sĩ trinh sát, pháo thủ trung đoàn 40 trận đánh chúng suốt 3 ngày liền, diệt hàng trăm tên. Cùng lúc, ta tiến công địch ở Plejasien, Chư Hinh, Chư trư diệt gần 300 tên bắt tù binh, thu vũ khí. Bọn còn lại phải co cụm ở Ngọc Tô Ba và điểm cao 467 để chống đỡ. Bị đòn phủ đầu, giặc Mỹ hốt hoảng tung nốt tiểu đoàn 3 trung đoàn 12 xuống khu vực Chư Cô Tắc, Chư Kê Pác để tiếp cứu. Nhưng bọn đi chữa cháy lại bi lửa thiêu. Suốt từ 18 đến 30 tháng 3, ta liên lục vây hãm, tiến công, diệt và đánh thiệt hại cả bốn đại đội của chúng. Nắm vững thời cơ tiến công đồng loạt trên toàn chiến trường, từ ngày 23 trở đi, bộ đội ta mở nhiều đợt công kích, đánh giáp lá cả diệt bộ phận còn lại của tiểu đoàn 1 ở Ngọc Tô Ba và điểm cao 467, giết và bắt sống gần 100 tên. Tàn quân Mỹ đã phải vút súng, quẳng ba lô và bỏ xác đồng bọn tại chân địa chạy tháo thân dưới làn đạn truy kích của quân ta. Máy bay Mỹ suốt mấy ngày liền phải gọi loa chỉ đường cho quân lính của chúng mất phương hướng đang chạy tán loạn trong rừng. Hình ảnh quân viễn trinh Mỹ trong trận đỏ sức cuối cùng với chủ lực ta tại Công Tum là như thế. Bốn năm trước đây, khi mới đặt chân xuống vùng núi Chư Pông, những tên lính công tử bột Hoa Kỳ hùng hổ kiêu căng bao nhiêu, thì giờ đây trong trận gia quân cuối cùng ở vùng núi Klang, chúng càng run sợ khiếp nhược bấy nhiêu. Từ hung hăng đến khiếp sợ và từ khiếp sợ đến thất bại hoàn toàn là con đường tất yếu của quân xâm lược. Trong lúc ở tuyến ngăn chặn vòng ngoài, cả ba tiểu đoàn của lữ đoàn một bị đánh tơi tà, thì ở vòng trong, ta liên tục vây hãm, cho pháo binh bắn phá dữ dội các căn cứ hành quân trận địa pháo và sân bay của địch ở Clem, chư tăng KRA, đồng thời dùng lực lượng bộ binh tập kích chốt chư Rô, chư tăng An và liên tiếp đánh quân địch nóng ra giải tỏa. Cùng lúc với các trận đánh dồn dập trên hương chính, ta ở nhiều đợt tiến công đồng loạt trên cả ba tỉnh. Đặc biệt đã thọc sâu đánh mạnh vào hậu cứ lữ đoàn một Mỹ ở Tân Phú Công Tum và tập kích bọn Mỹ bảo vệ sân bay Đắc Tô, làm rõ loạn thế trận hậu phương của địch. Ngày 30 tháng 3, dọc Mỹ tung thêm một tiểu đoàn của lữ đoàn 2 từ Pleiku đến cứu nguy cho đồng bọn. Nhưng chúng đã bị ta đánh phủ đầu ở Chư Rôn, Tây Nam Công Tum. Thể là các mũi xung kích bị bẻ gãy, đội tiên phong bị vây hãm và thiệt hại nặng. Hậu tuyến liên tục bị đánh phá, cuộc hành quân của dịch không thực hiện được ý định. Bị tổn thất nặng cả về sinh lực lẫn phương tiện chiến tranh và thất bại về thủ đoạn chiến dịch, quân Mỹ phải rút lui về tuyến phòng ngự cơ bản của chúng ở thị xã Công Tum và trên trục đường 14. Trong một tháng chiến đấu, ta diệt và đánh thiệt hại 22 đại đội, loại khỏi vòng chiến dấu gần 2.500 tên Mỹ, bắn rơi và phá hủy 80 máy bay, phá hủy, phá hỏng 50 xe quân sự và 39 pháo, cối hạng nặng, thiêu hủy 12 kho xăng, đạn và dụng cụ chiến tranh, thu hàng trăm súng các loại. Lữ đoàn một sư đoàn bộ binh số 4 bị đánh quỵ và tất cả các căn cứ của địch từ trong thị xã đến các sở chỉ huy giã ngoại ở phía tây công tum đều bị đánh tơi tả giặc Mỹ đã ném hơn một vạn tấn bom, bắn hàng chục nghìn quả đạn Đại bác xuống khu vực Clang Hồng làm chỗ dựa tinh thần cho quân lính của chúng. Nhưng vẫn không sao vực nổi ý chí xa sút của lính Mỹ. Nhiều đơn vị quân Mỹ hễ gặp ta là nằm dí tại chỗ, gọi pháo binh và không quân đến giải nguy. Khi giáp chiến thì khiếp sợ. Nhiều tên bỏ ngũ tìm đường tấu thoát. Tiếp theo những thất bại nặng nề trong năm 1968, thất hại trong lăn gia quân này đã đánh dấu bước suy yếu mới của giặc Mỹ dù chúng có bổ sung quân tăng thêm vũ khí và phương tiện chiến tranh đến mức nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi thất bại hoàn toàn trước sức mạnh của chiến tranh nhân dân đã phát triển tới đỉnh cao ở tây nguyên và toàn miền nam ta chiến thắng clan thể hiện rõ tác phong linh hoạt nhạy bén và bản lĩnh chiến đấu vững vàng của bộ đội chủ lực tây nguyên các đơn vị từ bộ binh pháo binh công binh cao xả đến các bộ phận phục vụ như vệ binh vận tải nuôi quân đều chủ động tiến công hễ gặp địch là đánh, dù địch rông hơn nhiều lần cũng kiên quyết tiêu diệt. Đại đội 9, trung đoàn 66 gặp địch ngay trên đường hành quân, đã nhanh chóng hạ ba lô cầm súng chiến đấu, diệt gọn cả đại đội Mỹ và bắt tù binh, thu vũ khí. Tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 trong vòng 10 ngày đánh thắng liền 7 trận, diệt gọn và đánh thiệt hại 6 đại đội Mỹ, bắt tù binh, thu nhiều vũ khí mà không để mất một viên đạn, một cân lương thực nào và thương vong thấp. Đơn vị đã vận dụng tốt phương châm lấy ít đánh nhiều dùng nhỏ thắng lớn, biết kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến và xây dựng ngay trong quá trình chiến đấu, thực hiện càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn. Trung đoàn 28 bộ binh, vừa bổ sung cho Tây Nguyên tháng 2 năm 1969, đã nhanh chóng thích ứng với chiến trường mới, lập dược chiến công đầu tại Chư Đô. Hình ảnh đầy khí phách anh hùng cách mạng của Vương Tử Hoàng, người đảng viên ưu tú, khẩu đội trưởng Đại Liên mãi mãi là niềm tự hào bất diệt của toàn trung đoàn máy bay địch oanh tạc dữ dội vào trận địa. Lửa Napan chùm lên người. Vương Tử Hoàng vẫn hiên ngang đứng vững trên vị trí chiến đấu của mình như một cây đuốc sống. Tiếp tục chỉ huy khẩu đội bắn thẳng vào máy bay địch cho đến phút tắt thở. Ánh sáng của cây đuốc sống Vương Tử Hoàng còn mãi mãi tỏa sáng trên chặng đường chiến đấu và cổ vũ cán bộ. Chiến sĩ Tây Nguyên tiến lên giành thắng lợi. Chiến thắng Klen kết thúc một mùa xuân đánh Mỹ, diệt ngụy rực rỡ chiến công của quân và dân Tây Nguyên bất khuất kiên cường. Mỹ ngụy quét chẳng xong mà giữ cũng không nổi bị đánh tới tấp cả vòng trong lẫn vòng ngoài thế và lực của chúng đều giảm sút và ngày càng xa lầy trong thế bị động lúng túng trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi